sự thật lịch sử, những mẫu chuyện chân thật và đặc sắc về giáo chủ Quỳnh Phú Sổ của Phật giáo Hòa Hảo, trích trong tiểu thuyết tư liệu Người Bình Xuyên của nhà văn Nguyên Hùng, được nhà xuất bản Công an Nhân dân xuất bản năm 2017. Phần 4. Quỳnh Phú Sổ đang đòi quyền tự trị ở mấy tỉnh theo đạo Hòa Hảo. Nguyễn Bình cho biết rằng những biến động của Bình xuyên vẫn được công an Nam Bộ và Sài Gòn gia đình theo dõi sát không chỉ ở vùng ta mà cả tại cơ quan đầu não của địch tại Sài Gòn theo tài liệu công an thì vấn đề Bình xuyên không bó hẹp trong những chuyện về phẩm chất tính khí của người này người khác hay chuyện tranh giành quyền lực giữa nhóm này nhóm khác xứ ủy và quân khu nhất trí với nhận định của các đồng chí lãnh đạo công an đánh giá vấn đề bình xuyên có ý nghĩa to lớn hơn nhiều. Đối với Pháp, vì phải tập trung quân diễn chinh cho chiến trường chính ở miền Bắc nên không còn cách nào khác là phải dựa vào các giáo phái chống cộng để bình định Nam Bộ. Phạm công tác được thả về dùng cao đài Tây Ninh. Quỳnh Phú Sổ đang đòi quyền tự trị ở mấy tỉnh theo đạo Hòa Hảo tên Tây Lai Leon Leroy gây dựng các binh đoàn bảo vệ đạo cơ đốc ở vùng Bến Tre. Tất cả những hiện tượng ấy đều là những mắt xích trong chuỗi âm mưu dài của Pháp ở Nam Bộ. Thế mà cái mắt xích quan trọng nhất có quan hệ đến sự sống còn của Sài Gòn thì chúng chưa nắm được. Đó là dùng rừng sát bao la, bí hiểm, phần 5 Tám tâm, trông thấy năm lửa nhấp nha nhấp nhõm, chờ giáo chủ nhễu nhão, để lật đật khúng núm rút khăn trong túi áo quỳnh phú sổ, lao miệng cho Phật thầy. Từ lâu, tám tâm thấy rõ bảy diễn giao lưu với nhiều phần tử nguy hiểm qua trung gian của hai anh em tài, sang, có lần hộ pháp phạm công tắc, cùng mười trí xuống tắt cây mắm gặp bảy diễn, bàn diệt cơ mật. Ngày ấy, năm tài không cho tám tâm vào văn phòng dù anh là phó văn phòng. Thầy Tư Hòa Hảo, tức Quỳnh Phú Sổ, cũng tới tắt cây mắm cùng với đệ tử ruột là năm lửa to nhỏ với bảy diễn. Có chuyện nực cười là lúc ăn nhậu, bảy diễn và Quỳnh Phú Sổ ngồi mâm trên, dọn trên đi văn gõ, còn năm lửa thì ngồi mâm dưới, dọn trên chiếu trải trên sàn trà là. Tám tâm, Trông thấy năm lửa nhấp nha nhấp nhõm, ăn không yên, chốc chốc lại ngóc đầu lên mâm trên, chờ giáo chủ nhễu nhảo, để lật đật khúng lúng rút khăn trong túi áo quỳnh phú sổ, lao miệng cho Phật Thầy. Phần 6 những khuôn mặt không thể thiếu được đều tề tựu đầy đủ trong đêm liên quan phạm công tắc quỳnh phú sổ lâm ngọc đường mô rích thiên nhờ có ban nhạc thượng thặng từ sài gòn xuống cuộc mít tinh và đêm liên quan tưng bừng nhộn nhịp hơn bao giờ hết quan khách trên thành xuống lúc đầu cứ ngỡ rừng sát là nơi chó ăn đá gà ăn muối không ngờ được gặp một thành phố mới dựng lên trên vùng hoang dã máy đèn thắp sáng choang, dàn nhạc chính minh chẳng kém bất cứ dàn nhạc nào của đám Philippines ở Sài Gòn. Nước đá, la ve, cà phê, hủ tiếp đầy đủ, cháo gà, chè đậu ở đâu cũng có. Riêng trên bàn thượng khách có cả cô nhắc, mạt ten. Và thêm một chi tiết này mới lé mắt thiên hạ, có cả chục bông qua biết nói, vốn là ca ve trẻ đẹp, thơm như muối mít trên thành xuống chung vui với ngài khu bộ phó. Bên ca cổ cũng không chịu lép, dàn nhạc cổ có hai dậu, bao thình, mười nguyên, mười một. Các danh ca như năm Cần Thơ, ba bến tre cũng được mời xuống giúp vui. Bảy diễn rất khoái ca cổ, càng về khuya, càng rỉ rả sáu câu giọng cổ mới mùi. Còn tân nhạc thì cũng cần để gây không khí tưng bừng của ngày vui lớn những khuôn mặt không thể thiếu được đều tề tựu đầy đủ trong đêm liên quan phạm công Tắc, quỳnh phú sổ lâm ngọc đường mô rích thiên các chi đội trưởng chi đội phó bảy chi đội trong liên khu bình xuyên tây bắc mặt mừng rượu vào lời ra tám tâm thấy rõ vai trò quan trọng của hai anh em họ lại trong đêm liên quan này nhất là năm tài hắn bạc thiệp xã giao khi thì đến bàn Lâm Ngọc Đường, Mô Rích Thiên nói mấy câu tiếng Tây thật giòn, lúc tới bên Phạm Công Tắc, Quỳnh Phú Sổ tán tỉnh dài lời, rồi gật gù cười hiếp mắt với nhau. Tiệc đang tưng bừng, bỗng một loạt trây đơ nổ gian rền khiến mấy em ca ve giật mình, nhảy tới ôm cổ các quan khách. sự thật lịch sử những mẫu chuyện chân thật và đặc sắc về giáo chủ huỳnh phú sổ của phật giáo hòa hảo